các bạn thân mến, sáng nay là sáng thứ năm 24 đây tháng 9 năm 2015. Tôi là Đình Nguyên đến chơi cà phê Vườn Xuân ở góc đường Huỳnh Văn Bánh và đường 5 Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 3. Tôi xin ghi vài hình ảnh mời các bạn xem. Cà phê Vườn Xuân ở góc đường Huỳnh Văn Bánh và Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần nhà tôi. Tôi đi từ nhà đến đây cũng rất là nhanh. Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời, sáng thứ năm, và tôi sau đó sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho đêm nhạc tối thứ năm. Hiện giờ số khách đến quán cà phê cũng khá đông. Đây là nơi thư giãn tốt.